Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, danh tính của bộ xương người trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên được xác định là chị NTT, con gái của bà Chu Thị Thường, đã bị mất tích bí ẩn cách đây 13 năm. Trong những ngày vừa qua, vụ việc này đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người bàng hoàng khi biết bộ xương này được phát hiện chỉ cách nhà của nạn nhân khoảng 300 mét. Thế nhưng, cuộc tìm kiếm mở rộng năm đó lại không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào. Qua giám định, cơ quan chức năng thông tin bộ hài cốt của chị T có dấu hiệu bị đánh gây thương tích. Ngay sau khi phát hiện bộ hài cốt trong bể chứa nước, chúng tôi đã có buổi kết nối với mẹ của nạn nhân là bà Chu Thị Thường để tìm hiểu về vụ việc. Qua lời kể của bà Thường, nhiều tình tiết ly kỳ cũng được tiết lộ. Cụ thể sự mất tích của chị T và cuộc tìm kiếm cách đây 13 năm diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại toàn cảnh vụ việc trong phần tổng hợp ngay sau đây. Danh tính của bộ hài cốt được xác định là của chị NTT, sinh năm 1988 ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị T là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Năm 2006, chị T lập gia đình với một người đàn ông cùng làng và có một người con trai. Hai vợ chồng mở cửa hàng bán ga để lập nghiệp. Nhớ lại câu chuyện 13 năm trước, thời điểm con gái bị mất tích, bà Chu Thị Thường cho biết. Trưa ngày 9 tháng 12 năm 2010, chị T gửi người con trai hơn 3 tuổi cho hàng xóm để đi giao ga. Lúc này chồng chị đang theo xe đường dài vào miền Nam. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị gái của chị T gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Cuối giờ chiều, anh rể sang nhà tìm chị thấy cửa nhà còn đang mở. Con trai của chị T vẫn được gửi ở nhà hàng xóm. Dù biết con gái đi giao ga, nhưng đợi mãi không thấy chị T về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Gia đình bà Thường lo lắng con gái gặp chuyện gì trên đường đi, nên đã cùng với nhà chồng của chị T đi khắp nơi, từ Nghĩa Trang đến hang núi trong vùng, đến các mối thân quen và cả những nơi chị T có thể đi tới để tìm kiếm. Nhưng tất cả những nơi gia đình có thể tìm đều không có bất kỳ thông tin gì của chị T. Đến tối ngày hôm đó, người nhà chị T báo chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, một người dân trong khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản thì phát hiện xe máy của chị T ở sát miệng cống. Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị T ở khu vực sông Kinh Thầy. Thời điểm đó trời rét căm, nhiều người vẫn lao xuống nước để tìm kiếm. Nhưng suốt nửa ngày trời, không phát hiện thêm dấu vết gì. Thậm chí họ còn thuê cả thợ lặn tham gia vào việc tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cuộc tìm kiếm được mở rộng hơn. Nhưng thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Thậm chí gia đình còn từng tìm tới tâm linh để mong có chút manh mối về chị T. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả. Thời điểm đó trong làng cũng xuất hiện một số tin đồn ác ý hướng về người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn. Không ít người cho rằng con gái bà Thường bỏ nhà theo người khác sang Trung Quốc làm ăn. Nghe những lời đồn đó, bà Thường không khỏi đau xót cho con gái mình. Bà Thường chia sẻ, con gái bà rất xinh xắn, lại hiền lành, chưa từng sống mất lòng người nào trong xóm trong làng. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tung tích người con gái năm đó chỉ mới hơn 20 tuổi vẫn không được tìm thấy. Với linh cảm của người mẹ, bà Thường cho rằng đã có chuyện không lành với con gái bà. Thế nhưng dù đau lòng khi con gái bị đàm tiếu không chung thủy với chồng mà bỏ đi, bà vẫn mong rằng đúng là con gái bỏ đi và vẫn còn sống, chứ không phải bị sát hại. Bà Thường vẫn hy vọng một ngày nào đó con gái sẽ về với bà. 13 năm trời, suốt 13 năm mà chị bị cái tiếng oan, ta thấy là bị cái tiếng oan bao nhiêu năm trời. Đúng rồi, người ta không thấy thì người ta chỉ có bố với mẹ, với chị em thì mới biết, mới hiểu thôi. Vâng. Người nhà thì mới hiểu mà. À, mất thôi, còn đâu người ngoài chắc là người ta cũng không hiểu gì mất. Mà cứ đến cái ngày có công có việc này, có anh có chị cũng như nào, hay là cô cứ đi ra chợ, cô bán hàng thì cô thì nhìn thấy, ví dụ chẳng hạn ngày gần Tết này, con người ta thì nó cứ lượn chợ, lượn búa thì nó đi lùng quanh các chỗ chợ, thì xong mình mất đứa con nhưng mà rất là đau. Nhưng mà cũng những cái lúc lúc đấy thì cũng chẳng ai mà biết được. Chú đêm thấy nhiều đêm thì cũng bảo con mình là không còn nữa đâu, cứ của mình uống nước con thì chắc chỉ còn ba cũng không còn, nó là mất rồi đấy cũng không còn đâu. Thời điểm hài cốt của chị T được phát hiện trong bể chứa nước cũng gần với ngày mà chị T mất tích cách đây 13 năm.
hy vọng của bà Thường cũng bị dập tắt. Khi chiều ngày 6 tháng 12, trong lúc đi tìm chó mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ, người dân ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể chứa nước thải trong vườn nhà. Lúc đầu ông Quỳ tưởng đó là xương của động vật, nhưng sau khi định thần kiểm tra lại thì xác định đó là bộ xương người nên đã báo với cơ quan chức năng. Kết quả giám định ADN cho thấy đó là thi thể của chị T. Cơ quan chức năng nghi ngờ hung thủ sau khi sát hại chị T đã giấu xác vào trong bể nước thải để phi tang. Nhiều khả năng đây là người thông thuộc địa bàn ở khu vực. Nhà ông Quỳ cách nhà chị T khoảng 300m, sát chân núi đá vôi. Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị T mất tích, vợ chồng ông Quỳ đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không, bể nước nằm ở sau khu công trình phụ, nhà tắm và nhà vệ sinh. Gia đình bà Thường thời điểm đó cũng không nghĩ chị T bị giấu trong khu vườn của một người dân. Bà cũng chưa từng nghĩ con gái bà lại bị sát hại và bị hung thủ phi tang ở gần nhà đến như vậy. Lúc nhìn thấy thông tin từ báo chí về bộ hài cốt được phát hiện ở gần nhà, bà Thường đã nghi ngờ đó có thể là thi thể của người con gái mà bà đã tìm kiếm suốt 13 năm qua. Cho đến khi được cơ quan chức năng liên hệ để giám định thi thể, bà và gia đình mới thôi hy vọng con gái còn sống. Lúc này bà càng đau xót hơn khi con gái của bà chịu tiếng oan suốt 13 năm trời. Dù đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng bà Thường chưa từng nguôi ngoai trước sự mất tích của con gái. Đến nay, bà Thường và gia đình cũng chỉ mong sự việc sớm được sáng tỏ, cơ quan chức năng sớm tìm được thủ phạm đã gây ra cái chết cho con gái của mình để biết lý do vì sao lại ra tay tàn ác với con gái mình như vậy. Thưa quý vị, theo cơ quan chức năng, bộ hài cốt của chị T được xác định là có dấu hiệu bị gây thương tích. Như vậy có thể nói nguyên nhân tử vong của chị T có thể là bị sát hại. Hiện Công an Hải Phòng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao hài cốt chị T về cho gia đình, cũng như tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Từ đây, nhiều người cũng thắc mắc, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, liệu cơ quan chức năng có tìm được hung thủ gây án hay không? Và nếu tìm được hung thủ, đối tượng này sẽ phải chịu sự xử lý như thế nào từ pháp luật? Để trả lời cho những câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý, chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để lắng nghe những đánh giá và phân tích của luật sư về vụ việc này. Xin mời trường quay kết nối. Thưa luật sư, sau khi biết thông tin về vụ việc này, luật sư có đánh giá như thế nào về tính chất của vụ việc? Có lẽ là khi mà có cái thông tin về việc là tìm thấy một bộ xương người ở trong một cái bể nước như vậy, thì rõ ràng là ai cũng sẽ rất là bàng hoàng, rất là hoang mang. Đặc biệt là chủ nhà, cái người quản lý cái khu vườn này sẽ rất là hoang mang. Và với cái thông tin là một bộ xương như vậy, thì rõ ràng là đây là một câu chuyện bất thường. Bởi vì là không ai an táng người chết ở trong cái bể nước như vậy. Và thứ hai nữa là cái người chủ cái mảnh đất này, chủ cái bể nước này, thì họ xác định là gia đình họ không có nhân thân nào, không có người nào là an táng kiểu như vậy. Trên cơ sở đó thì cơ quan điều tra đã vào cuộc, đã xác minh và bước đầu xác định được danh tính nạn nhân là người có cái bộ xương đó, và dấu hiệu là nạn nhân bị đánh trước khi bị vứt xuống cái bể nước đó. Thì rõ ràng là đây là một vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Bởi vậy là với cái diễn biến như vậy, sự việc có dấu hiệu tội phạm như vậy, tính mạng của con người bị xâm phạm như vậy, thì cơ quan chức năng có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra, xác định danh tính của hung thủ để xử lý theo quy định pháp luật. Sự việc cho thấy rằng là rõ ràng là tính mạng của con người có thể bị xâm phạm bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta thiếu cảnh giác, thiếu những cái kỹ năng để bảo vệ an toàn bản thân, cũng như là gặp những tình huống nguy hiểm, gặp những đối tượng cướp tài sản, giết người, hoặc là những đối tượng có những mâu thuẫn thủ án mà coi thường pháp luật, thì hoàn toàn có thể là xảy ra những vụ án mạng. Và với những vụ án mạng như vậy thì cái sự việc này đã được xác định là nạn nhân đã mất tích cách đây hơn 10 năm, và đến nay mới xác định được, thì rõ ràng là đó là một cái nỗi đau cho gia đình nạn nhân, đồng thời là cũng mở ra một vụ án hình sự mà cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định danh tính và hành vi của hung thủ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Vậy thưa luật sư, dưới góc độ pháp lý, sau khi bàn giao hài cốt nạn nhân về cho gia đình, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra vụ việc như thế nào và sẽ có những trường hợp nào xảy ra nếu như cơ quan chức năng tìm được hung thủ thật sự của vụ án, thưa luật sư?
Theo quy định của pháp luật thì khi vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Với cái tình tiết đã được làm rõ như vậy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Thời hạn điều tra vụ giết người là trong vòng 4 tháng và có thể gia hạn khoảng 3 lần, mỗi lần 4 tháng nữa. Thì đó là quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra và có thể sẽ gia hạn điều tra. Nếu hết hạn điều tra mà vẫn không chứng minh được tội phạm thì có thể là đình chỉ vụ án. Thì đó là cái quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tố tụng. Thế trong quá trình điều tra vụ án này thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sẽ tiến hành thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, sẽ tiến hành xác định những cái mối quan hệ của nạn nhân trước khi nạn nhân mất tích, và thông tin ban đầu đã xác định được danh tính của nạn nhân rồi, xác định được thời điểm nạn nhân mất tích rồi, đã tìm được cái chiếc xe máy mà nạn nhân đã mất tích thời điểm đó rồi, thì như vậy là những cái thông tin ban đầu cơ bản thì đã có rồi. Cơ quan điều tra sẽ đặt các cái tình huống nghi ngờ có thể xảy ra và sẽ khoanh vùng các đối tượng tình nghi để tiến hành xác minh đối với từng đối tượng. Ở đây cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh là nạn nhân có mâu thuẫn thù án với ai không. Thứ hai nữa là sẽ xác minh là nạn nhân có bị mất tài sản không. Cái xe máy thì không mất nhưng mà các tài sản khác có mất không. Thứ ba nữa là xác minh những cái thông tin, những cái đối tượng có đối tượng gọi là đối tượng hình sự thuộc diện quản lý ở khu vực đó, xem là có đối tượng nào có khả nghi hay không và tìm các cái manh mối. Thông thường nạn nhân là phụ nữ mà bị sát hại như vậy thì thông thường sẽ có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất là có thể là do mâu thuẫn thủ án với ai đó, thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ là những người mà có thể phát sinh mâu thuẫn với nạn nhân là ai, và sau khi sự việc xảy ra đến nay thì những người đó đã sinh sống như nào, có gì bất thường hay không, để xác định là loại trừ nguyên nhân thứ nhất là có mâu thuẫn thủ án là nguyên nhân hay không và đối tượng mâu thuẫn đó là ai. Thứ hai, hướng điều tra thứ hai là có thể là sẽ điều tra theo hướng là nạn nhân có bị cướp tài sản hay không, để xác định là những tài sản nạn nhân mang theo khi mà rời khỏi nhà từ năm 2010 và đến nay tìm được cái gì và mất cái gì, và xác định là nạn nhân có bị mất dây chuyền không, có bị mất điện thoại hoặc là ví tiền vân vân. Thì những tài sản đó nếu có thì cái tình huống nghi ngờ là đối tượng đã thực hiện giết người và cướp tài sản là khả năng có xảy ra. Ngoài ra thì cũng có thể có tình huống là đối tượng là hiếp dâm nạn nhân rồi sát hại nạn nhân để bịt đầu mối, đó cũng là một tình huống có thể đặt ra vì nạn nhân khi đó là tuổi đời cũng còn trẻ. Thứ hai nữa là cũng bị sát hại, đánh gãy tay như vậy thì chứng tỏ là có sự có thể là vật lộn, có thể là đối tượng dùng hung khí để tấn công nạn nhân. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, sẽ đặt ra các giả thiết để xác định các hướng điều tra, sẽ tiến hành xây dựng cái chân dung của hung thủ để tiến hành xác minh, xác định rõ cái nguyên nhân và đồng thời xác minh cái hung thủ gây án. Thì đó là những cái việc được rất là phức tạp bởi vì vụ việc thì kéo dài hơn 10 năm nay rồi và hiện trường của vụ án cũng chưa xác định được là nơi nào, chỉ biết rằng là nơi nạn nhân bị vứt xác hôm đó là cái bể nước. Và đến nay cơ quan điều tra sẽ huy động lực lượng với những cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm bằng những biện pháp nghiệp vụ, thì cơ quan điều tra sẽ từng bước tiến hành điều tra vụ án này để khám phá vụ án này, để xác định là nguyên nhân của sự việc, xác định diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định danh tính của đối tượng gây án để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Và với những sự việc như thế này thì rất có thể đối tượng sẽ phạm nhiều tội, là có thể là cướp tài sản, giết người hoặc là các tội danh khác. Vấn đề này sẽ tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Và thời lượng dành cho chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.